Sáng ngày 8 tháng 3, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ nữ sinh đại học bị tai nạn giao thông tử vong trên đường Phạm Văn Đồng. Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, nữ sinh tên H, 21 tuổi, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe máy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Bình Lợi về cầu vượt Linh Xuân, khi còn cách giao lộ với đường Hiệp Bình khoảng 100 m thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức thì bất ngờ ngã xe va vào giải phân cách. Chiếc xe máy đã cày đi gần 20 mét khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân đang trên đường tới trường ở thành phố Thủ Đức.